Chào anh chị các bạn. Video trước tôi hướng dẫn anh chị các bạn cách mình cấu hình cái thêm option này rồi. Theo option tôi hướng dẫn anh chị làm thiết kế header và cấu hình layout cho phần tin tức và cấu hình layout cho phần shop. Rồi thì hôm nay tôi hướng dẫn anh chị các bạn mình đi vô và mình thiết kế lại cái layout cho cái trang chủ này luôn. Thì trang chủ của mình hiện tại mình làm chưa có hết, đang trang tráng. Nhưng mà hiện tại mình đang xài tạm trang chủ mặc định. Thì bây giờ mình sẽ set cái trang chủ lại thành trang chủ mới của mình. Thì bây giờ để set lại cái trang chủ mới của mình á, thì mình sẽ vô cái phần theme option này. Theme option và home page. Vô đây. Và mình sẽ vô cái phần trang chủ này. Chọn vô trang chủ. Rồi, nè. Rồi bây giờ mình vô trang web của mình ha. Mình vô cái trang web của mình là mình coi rồi có còn hiện ra cái trang con cái trang cũ không? Không, cái trang mới mình trắng. Bây giờ mình sẽ thiết kế là cái trang chủ này. Rồi để làm được cái trang chủ này thì mình sẽ quay vô cái phần hỗ trợ website ha. Mình vô cái phần trang. Mình kiếm cái chỗ trang chủ này. Sau khi mình chuyển cái trang chủ mình thành trang chủ thì cái chỗ trang chủ này, chữ trang chủ này nó đang có cái label là đánh dấu là nó là trang chủ, nó được nhiệm vụ làm trang chủ. Thì ngày nay mình có nút edit unit builder nè, mình sẽ bấm nút này để mình vô đây mình thiết kế lại cái trang chủ. Thì đầu tiên của mình sẽ vô phần bánh ăn cưa cài đặt là cái trang chủ này mình sẽ đưa vô là phần giao diện đây, mình sẽ đưa vô full width. Thì trong giao diện này có rất là nhiều loại. Thì đây full width là giao diện đầy, còn dù full width với header roll là header nó đứng yên, parallax title hay là transparent header, transparent header là rỗng nền, transparent header cộng line text là transparent rỗng nền cộng cái line text là cái chữ nó màu sáng. Từ từ mình sẽ thử từng cái. Ở đây tôi xài cái full width nha. Rồi apply cái chỗ này, content lock này bỏ đi thì đến luôn. Thì ở đây add element ở đây mình sẽ xài một con, mình sẽ phải xài một số cái mẫu có sẵn ở đây. Số mẫu có sẵn ở đây, add element custom to do, đây mình sẽ xài một số mẫu có sẵn nha. Ví dụ đây mình xài e-commerce, muốn xài mẫu nào mình xài, ví dụ mình xài mẫu nào mình lấy mẫu đó. Ví dụ đây tôi muốn xài mẫu này đi, mẫu này review mẫu này lên đây, ví dụ mẫu này đi review mình thấy đẹp mình xài mẫu này luôn. Mẫu này là đây, ví dụ mình xài mẫu này đi, ví dụ mình xài mẫu này bấm vô import review rồi nó vô nha. Rồi mẫu này là mẫu mới nè. Đó. Landing page, nào để dưới landing page mà nó landing page. Còn có để chữ là nếu mà để là restaurant yoga nè, travel nó. Còn đây là e-commerce là nói về shop ha, landing page e-commerce. Shop nè, ví dụ shop này đi, review mình thấy cái nào ok là mình bỏ vô cái này shop thôi. Đó. Đây tôi sẽ đưa thử một cái ha. Đưa thử một cái này là shop này là shop gì đây? Đây. Đây tôi sẽ lấy thử một mẫu ha. Cái mẫu nào?
Đây, mỹ phẩm đây, ví dụ lấy mẫu mỹ phẩm này đi, rồi inbox, inbox review, inbox luôn. Tự động nó sẽ đổ hình và layout phía vô cho mình luôn. Rồi xong. Đổ hình cho mình ha. Rồi xong rồi mình mới là update. Update là xong, mình chỉnh sửa lại, ví dụ cái chỗ này hình này mình thay đổi hình của mình, rồi mình thay hình slider của mình ra ở website mình coi. Rồi rồi đó. Sản phẩm chỗ này á, bây giờ mình sản phẩm chỗ này mình sẽ thay đổi lại ha. Ví dụ như là đây rồ đất nè, bấm vào đây rồ đất nó đang đang lấy cái rồ đất, này mình cho nó tự động bằng nhau ha. Đây đang lấy calorie trang điểm đúng không, đây mình sẽ lấy hết luôn, đó hết luôn, như thể hết luôn. Rồi vào đây mình sẽ thể lấy theo category cũng được, đây cũng vậy, đây là sản phẩm mới nè, đây mình lấy hết luôn nè, đó, hết luôn rồi, lại đây đó, lấy hết cho mình. Rồi cái này mình sẽ lấy best seller, sản phẩm bán chạy đúng không, bán chạy là những mà nó phải là những sản phẩm được mua, tại vì đây mình đang làm demo cho nên mình tạm thời mình không có chọn ra được, mình chưa phân ra được cái best sale ở trên đấy. Rồi đó, rồi cái chỗ này, cái chỗ Instagram đây mình thôi bỏ cái Instagram vô nữa. Rồi nghĩa là mình xong ha, đó mình sử dụng cái chức năng có sẵn đây để mình làm nhìn nha. Tiếp theo mình làm footer nữa, tiếp theo làm footer nữa là mình xong cái này nha. Đó đây mình sẽ làm footer để mình xong phần này luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm footer luôn, footer dưới này ha. Footer thì bây giờ mình sẽ footer mình sẽ làm xong này, mình sẽ cho làm footer. Footer thì mình sẽ sử dụng là UVlock này, vô đây UVlock mình thêm viên một đi cho nó dễ quản lý đi, mình đặt tên là footer đi, tạo cái footer nè. Rồi sau đó mình vô UVlock, rồi sau đó mình mới tạo một cái trang mới, trang mới mình để là footer. Rồi nè, rồi sau đó UX Builder, rồi sau đó add element mình mới custom to đồ, mình sẽ lựa chọn cái footer nha. Footer đây người có 6 mẫu footer, mình lấy footer nào, mình sẽ lấy mẫu footer này nha, mẫu footer này tùy theo nha. Đó, lấy mẫu footer này đi, inbox review hoặc review xem nha. Mình lấy mẫu footer này, inbox vô. Rồi đây mình sẽ sửa lại. Đó, sửa lại phần sửa chi tiết, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết sau nha. Giờ mình sẽ lấy ra trước đi. Update. Để xong rồi đúng không? Thì mình sẽ gọi cái footer ra, để xong rồi thì mình review website, mình copy cái trang chủ ra đây mình thì nó chưa có ra đâu. Nó chưa có ra. Footer là cái chân trang web, và khi mình đi vô bất kỳ cái trang nào cũng thấy nó hết, cái bằng footer ha.
Thì bây giờ cái footer này chưa ra, hiện tại đang lấy footer mặc định. Bây giờ mình sẽ gọi lại cái footer của mình ra. Thì mình vô Lastsome, Lastsome option và footer. Rồi sau đó mình mới chọn là cái footer của mình vừa mới thiết kế. Footer của mình vừa mới thiết kế là cái footer. Rồi em đặt tên footer luôn. Mình chọn coi có nó ra không, kéo xuống coi nó ra chưa. Nó ra đúng không? Đang. Đó là mình làm xong trang chủ và footer luôn ha. Mình sử dụng Lastsome Todo để làm rất là nhanh ha. Đấy. Đây có footer. Ở cái chỗ Instagram này mình không có nè, mình phải bỏ Instagram, follow Instagram đúng không? Instagram này thì Instagram này đây đây coi Instagram nè. Cái Instagram này không có thì tạm thời mình xóa đi cũng được. Tạm thời mình Instagram dưới đây nè, có Instagram dưới đây đúng không? Nếu mình sao mình xài Instagram thì vô đây mình chỉ cần Instagram nè. Username Instagram mình đã gì, dù Thanh Điền IT đi. Có không? Thì tôi không có Instagram mà sao không hiện ra. Nói đây mình bỏ gõ username ở đây nó sẽ ra nha. Tôi chưa có Instagram, tôi không test thử con này được. Thì tạm thời tôi sẽ tắt Instagram mình đi luôn. Xem session này nè. Option nó và tôi sẽ là tạm thời tắt là hidden luôn. Mất Instagram này, apply. Và thấy là tôi xong. Ok, xong cái phần cái trang chủ nha. Rồi chỉnh sửa chi tiết thì sao thì video tiếp theo ha. Video tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa chi tiết như thế nào. Ở đây mình đang sử dụng những cái mẫu có sẵn để mình làm ha. Mẫu có sẵn để mình làm. Rồi cái phần menu này cũng sổ ra như thế nào cũng làm được luôn ha. Menu thì sẽ hướng dẫn con như sao ha. Video này cũng 12 phút rồi. Tạm thời kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.